Đây chúng ta sẽ dùng bằng ba cái dụng cụ này để chúng ta tạo ra cái bông hoa. Bây giờ mình sẽ dạy các bạn cái cách để làm ra cái bông hướng dương nhé. Bông hướng dương thì chúng ta sẽ dùng bằng cái sủi tròn để làm cánh tròn này. Và những cái nhọn, sủi nhọn này chúng ta sẽ làm cánh bên ngoài bằng bộ xúc cao cấp các bạn nhé. Và đương nhiên là các bạn không thể thiếu được đó là cái con dao. Thì các bạn nên sử dụng là cái dao ba lưỡi ở bên mình ấy, thì nó sẽ phù hợp nhất nhé. Dòng dao ba lưỡi này thì mình cũng giới thiệu với các bạn rất nhiều rồi. Nó sẽ có một bộ như này và nó có ba lưỡi dao. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ sử dụng có một lưỡi thôi. Ba lưỡi chúng ta sử dụng một lưỡi dao các bạn nhé. Một lưỡi thì mình hôm nay mình sẽ sử dụng cái lưỡi để chúng ta lấy cánh. Thì không dùng cái dao thẳng này nhé. Đây, để lấy cánh các bạn phải dùng cái dao này. Cánh chuẩn nhất này. Đó, nó thành như này nhé. Nó cong như này. Bạn nào không muốn dao cao cấp thì có thể là cái phần lưỡi lấy cánh các bạn dùng bằng cái con dao kiwi. Đó, sẽ được, không nhất thiết. Nhưng đương nhiên là nó sẽ không thể đẹp, không thể mướt được. Nên chúng ta thay lưỡi dao này. Con dao ba lưỡi này thì mình các bạn, nó ra mình thay lưỡi vào thôi. Các bạn đi bằng lưỡi này chuẩn nhất. Thực ra thì cái việc lưỡi nào vậy thì nó phù hợp thì mình sẽ đi kỹ trong các video luôn các bạn. Thế còn thì những bạn nào mà biết tỉa rồi thì chúng ta không quá cầu kỳ. Đã giỏi tỉa thì dao nào cũng tỉa được. Nhưng đương nhiên là dao mà mướt thì các bạn tỉa nó sẽ đẹp hơn. Chuyên nghiệp thì nó đẹp hơn là cái những các cái dao mà nó không chuyên nghiệp thì các bạn sẽ tỉa cái đường nét nó không được mướt, không được đẹp. Đó. Rồi trước mà mình hay dạy các bạn là lấy bằng compa đúng không? Thì khi có bộ xúc này mình không cần compa nữa nhé. Mình đi thẳng luôn đây. Đi bằng đường vòng quanh này. Cái bộ xúc này rất là tiện là chúng ta làm nhanh. Và đặc biệt là những bạn nào mà làm nhà hàng ấy, hoặc là ví dụ như chúng ta mà tỉa trung thu ấy, thì chúng ta nên đi những các cái bộ như thế này này. Thì nó nhanh cho các bạn rất nhiều. Và những bạn nào mà dù không biết tỉa, những bạn nào nhé, dù không biết tỉa nhưng mà muốn là học là được ngay, được đẹp ngay. Và chỉ cần được những cái mẫu cơ bản trước ấy, thì thường là mình sẽ dạy những mẫu này nhé các bạn nhé. Mua cái bộ xúc này, sau đó là học những cái mẫu này này. Nhanh, một lần ăn luôn. Hôm nay thì mình tỉa hướng dương cho nên mình sẽ làm sạch cái phần này đi. Đó là đi nêu dao nhé, các bạn nghe thấy rõ. Mình dùng bằng cái lưỡi dao này thì nó rất là êm. Đó. Đấy, phần này các bạn cứ đi từ từ thôi, đừng ham đi nhanh nhá. Nhanh quá là rồi mình cũng không thực hiện nó được. Thường thì mình dạy các bạn ấy, thì mình phải tập trung vào dẫn nữa, cho nên là mình cũng không đi nhanh được. Đấy. Vì đây là với dưa hấu và mình hôm nay mình muốn tạo cái vị dễ nhất cho các bạn. Thì mình sẽ cắt hết cái phần này đi. Cái vị này là cái vị dễ nhất rồi nhá, mà bạn nào cũng có thể thực hiện được. Mình làm sạch này, làm ngang sạch đi này. Sau đó mình tạo cái hình như kiểu là hình bàn cờ ấy, hình vuông vuông ấy. Thế là mình xong rồi, đơn giản vô cùng luôn ấy. Thì ở đây các bạn có thể đi bằng dao cũng được, mà chúng ta dùng cái móc. Ở bên mình nó có cái móc hai đầu ấy. Cái móc hai đầu này thì ở trong tất cả các bộ combo của mình nó sẽ có. Còn nếu các bạn không mua combo thì sẽ không có đâu nhá. Vì đây là cái bộ móc bản quyền luôn. Đây các bạn đi này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cái con cái quả của mình hôm nay ấy, là nó bị héo. Đấy các bạn lưu ý nhé, không dùng dưa hấu héo để làm. Với các nguyên liệu héo như là củ cải hoặc cà rốt thì được, nhưng dưa hấu phải héo này. Chúng ta nhìn thấy kết chưa, không làm được luôn. Nếu mà không phải là dưa hấu héo là mình đi như thế là rất là dễ. Nhưng cái quả này phải nói thật với mọi người là mình mua về đến hàng tuần nay rồi, xong mình để trong ngăn mát, xong rồi mình không có thời gian để mình quay cho các bạn. Thế là nó héo như này này. Cái kết của việc nó héo thì nó sẽ rất là dai. Cho nên kinh nghiệm là chọn dưa nhá, thì các bạn cố gắng làm sao mình chọn quả căng đều và không héo này. Mình đi bằng dao đi cho nhanh. Nó héo rồi cho nên là bắt buộc phải đi bằng dao. Còn nếu mà không héo thì các bạn có thể là đi bằng cái móc kia. Chúng ta đi một cái là ra hết luôn. Cái này thì siêu dễ đúng không? Mẫu này là mẫu siêu dễ luôn đấy.
Bữa này là mẫu mình thường dạy gọi là những bạn mà cần gấp lắm thôi. Có thể là ngày mai đã phải đứng lên để thi rồi. Và đến hôm nay vẫn chưa biết gì. Thì sẽ học cái mẫu như thế này. Thì về các bạn sẽ kịp để đi thi. Thế nhưng mà thực ra những bạn học viên bên mình thì mình vẫn khuyên chân thành là các bạn nên kiên trì học đi đã. Còn những cái mẫu này gọi là mẫu chống cháy thôi. Chứ đây là một cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật thiền đấy. Cho nên là mình cứ kiên trì học thì nó sẽ ra, chứ còn đừng có nghĩ rằng là mình học mình làm một lần cho nó xong. Đây, thế này là cắt ra. Có nhiều bạn nhắn cho mình hỏi mình là thực ra thì thời gian vừa rồi thì mình không có thời gian để đọc được nhiều tin của các bạn đâu. Và hầu như là bạn nhân viên bên mình, bạn đi chốt từ vấn đơn thì bạn gửi cho mình loa cái câu hỏi mà không đỡ được luôn. Và bạn những câu mà em không biết trả lời sao cho nên em gửi chị. Những câu đại loại như là học bao lâu thì thành nghề. À, rồi thì tay trái thì có học được không? Rồi thì giao thì giao cơ bản ý, hỏi cái bộ cơ bản hoặc là hỏi về giao thì không hỏi về chất lượng nhiều mà lại cứ hỏi xem là có bị gì không. Thì thực ra mình trả lời nhiều lắm rồi, những câu như này mình trả lời nhiều vô cùng là nó sẽ gì nhá, nó có gì trong trường hợp là các bạn đây, cái phần này mình làm cho nó nhọn đi một tí. Các bạn để không đến này cũng được rồi, chúng ta cũng đánh vị cho các bạn rồi. Và không, mình muốn đẹp hơn này, một tí một chút xíu hai bên thì cho nó đẹp hơn thôi. Thì thực ra mọi người cũng thông cảm cho mình nhé, nhiều khi có những câu hỏi ấy, mà đúng là cái bạn nhân viên trực bạn ấy không thể trả lời được thật luôn ấy. Ví dụ như mình thì nhiều khi là mình cũng trong nghề rồi, mình nhiều khi mình cũng thông cảm, dễ thông cảm hơn là nhất cái này mình có cái cách nói chuyện nó vui vẻ chẳng hạn, dễ chịu hơn. Nhưng mà khi mà các bạn tư vấn thì cũng các bạn cũng rất là nhiều việc, và muốn nói là nếu mà mình cứ hỏi những cái câu bạn không thể trả lời được thì đúng là bạn không trả lời luôn được ấy, và thậm chí là bạn sẽ đẩy ra cho mình thì sẽ phải chờ đợi thêm hoặc là gì đó. Thì nhiều bạn rất là bực và có phản ánh lại với mình là nhân viên trực của nhà mình là vô lễ, hoặc là nhân viên trực của mình là không biết tư vấn cho khách. Thì thực sự với mọi người cũng thông cảm cho bạn ấy một chút, bởi vì đây nó là một cái nghệ thuật chứ nó không phải là cái việc là mình ai cũng có thể nói về nó. Và khi mà đã tập trung vào nghệ thuật thì nó có những cái câu, những cái từ, những cái gọi nó chuyên môn riêng á. Thế cho nên là khi người thật sự hiểu thì mới có thể là tư vấn được. Và một ngày thì có khoảng tầm hàng trăm hàng nghìn câu hỏi, và những cái câu hỏi dành cho các bạn ấy thì các bạn ấy không thể nào mà ai cũng chị ơi chị à, xong rồi thì tư vấn từng tí thứ một thì không thể đâu. Nói thật với mọi người là mọi người cũng cảm như thế, ví dụ như một ngày chỉ vài người thôi thì các bạn ấy có thể làm thế được không? Nhiều chị là đi mua hàng, em mà xin phép ở đây là các chị đi mua hàng chứ không phải là đi buôn. Các chị đi mua hàng, các chị hỏi như kiểu đi buôn ấy, như kiểu đi buôn chuyện ấy, xong đến khi mà nhân viên ở bên em không đáp ứng được thì các chị lại nhảy lên, các chị bảo là mất thật sự. Rồi thì không tư vấn kỹ đấy, trời ơi còn thích gì được. Các chị ơi, chị đi mua hàng thôi mà, mình đi mua hàng mình dừng ở mức đi mua hàng, còn đi buôn thì tính sau, đúng không ạ? Có nhiều bác ấy gửi bài cho em sửa, thế mình đang gửi bài để cho cô sửa chứ không phải là mình đang rồi thôi, không em trả yêu cầu các bạn em và cô mà gửi bài vì mình mua dụng cụ rồi, thế xong rồi mình học rồi, thế thì bây giờ mình gửi bài thì chúng ta sửa cho mình theo như đúng cái chương trình mà người ta đã đưa ra khi mà bán sản phẩm cho mình chẳng hạn, đúng không? Thế thì mình chỉ đang đi sửa bài thôi chứ không phải đang đi buôn chuyện, các chị nhé, các chị nhớ cho em cái. Cho nên là các bạn có bài thì gửi sửa, không có bài thì thôi, chứ đừng cứ vào xong lại cứ em ơi thế này, chị ơi thế kia, em đây thế này, thế xong rồi chẳng nói năng gì cả. Xong đến lúc mà mình không thấy bài thì mình nghĩ là thì chắc là tin rác không kệ, vì làm gì có thời gian mà đi buôn chuyện kiểu đấy. Thì lại bà trách là đã mua dụng cụ rồi xong hỏi không trả lời, mà nói nhiều lắm luôn, nói nhiều vô kể luôn. Kể cả cái lúc mà mua sản phẩm, mua dụng cụ xong gửi ngay cho một cái tin nhắn là gì, tất cả các bạn nhân viên em đều gửi cho một cái tin nhắn là nội dung rõ ràng là gửi ảnh sản phẩm kèm theo cái nội dung câu hỏi của mình, hoặc nếu không có ảnh sản phẩm thì sẽ chỉ gửi câu hỏi liên quan đến nội dung và cái Zalo đó thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là vào đấy cứ nhiều người cứ vào chào với hỏi. Thực sự em biết là cái việc chào hỏi của mọi người nó rất là tốt, thế nhưng chào hỏi xong rồi thì nhiều khi không có bài mà em bận quá là em không sửa được, đúng không? Mà thực sự không có bài thì sửa cái gì ạ? Biết sửa cái gì luôn, thế nào cũng phải bài trách mà không trả lời, kêu khổ quá. Nhưng mọi người lưu ý lại của em cái chỗ cái phần mà mình gửi bài thì sửa, gửi bài về sửa thì phải có bài tập thì em sửa nhá, nó không bài tập thì thôi đừng gửi, và tránh cái tình trạng buôn chuyện.
Em nói luôn là em không có thời gian để buôn chuyện đâu. Buôn chuyện rất là có thời gian mình hỏi và đúng vấn đề thôi. Chứ mọi người bây giờ cứ vào đấy xong rồi buôn chuyện không à. Em cũng phải xin phép này trước là em lập cái nhóm riêng. Thì chắc là bác nào có cái nhóm riêng thì biết đấy. Đó, có lập một cái nhóm riêng. Thế xong rồi công ty quản lý cho nhóm riêng mà các bác học với nhau các bác cứ vào đấy buôn thôi. Thế là thôi em phải đóng cái nhóm riêng lại. Thế là cho kiểu này thì thành cái chợ, không chơi được. Đóng cái nhóm riêng lại. Xong rồi chuyển sang là Zalo thì tin nhắn cá nhân. Thì tin nhắn cá nhân thì một ngày em nhận đến bèo cũng thành tầm 20-30 tin là ít. Không thì cứ hàng trăm tin trên một ngày. Thế là cứ tối đến thì em có thời gian. Đây, mình lấy cái này được. Tôi đến thì mới có thời gian để sờ vào đấy. Thế nhưng mà đây, mình lấy lại cái phần này cho nó mất đi một tí thì lúc đấy mình mới lấy cái gì rồi đó. Điên một tí thôi nhá. Em thấy em chủ quan không đấy nhá. Nhiều khi buổi tối em có thời gian em vào thì em chỉ tự nhiên em sẽ chỉ có khoảng tầm một tiếng là giỏi buổi tối rồi, bởi vì rất là nhiều việc phải sửa máy cho mọi người, chỉ một tiếng buổi tối thôi, tranh thủ lắm có khi trèo giường làm với con rồi vẫn đang phải sửa máy cho mọi người. Thế thì có cái nào có ảnh mới sửa chứ, nhưng không có ảnh nó ra mà sửa được đúng không? Đây đến đây mình cầm xúc này, mình cầm cái mút cái xúc mua cái lớp trong nhất nhỏ nhất đi, đi này. Nên là mọi người hết sức lưu ý nha, không buôn chuyện. Kể cả dạy cũng thế. Cái việc dạy bảo tại sao, nhiều bạn cứ bảo tại sao mà cứ phải xếp lớp xong rồi dạy làm sao mà không dạy 3-4 người vào một buổi đi mà lại cứ dạy một một. Thì phải nói thật với mọi người là em phải xin phép, là không phải em không muốn dạy đông 4-5 người, thậm chí em muốn 100 người buổi cho nhà người ta nên đấy chứ. Thế nhưng mà em đã từng rồi ạ. Em đi dạy, nói thẳng luôn nhá, dạy để mà gọi là biết thôi, thì dạy như thế được. Thì em đi dạy khá nhiều ở các trung tâm, hoặc là em đi dạy nhiều ở các cái hội phụ nữ dạy nhiều ạ. Nhưng mà nó thật luôn là dạy như thế chỉ là cứ dựa xem hoa thôi, không học đâu. Bạn nào phải giỏi lắm rồi thì mới học được. Chứ còn để mà học mà ra nghề ra việc, để ra được cái bông hoa ấy. Hai người còn dối. Tại sao đến hai người em không dạy là một điểm sao? Chỉ đến người thứ ba thì là buôn chuyện. Mình không buôn chuyện học viên thì học viên buôn chuyện với nhau. Đấy, thế sao rồi sửa cho chị này chưa được, dạy sửa cho chị kia. Thế là cứ dối này như linh hệ. Bởi vì cái này là cầm tay chỉ việc mà. Nhẹ tay thôi cả nhà nhé. Ừ, ra lớp cháu. Đấy. Đến bên này để mình lấy lên một chút thôi này. Mình lấy ra nhé. Cho nên em chỉ dạy một một thôi. Các bạn mà học trực tiếp có phí chỉ một một nhá, không có đến lớp, không có đến hai người. Hai người là thành ba người, ba người là thành cái chợ. Không học được. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là với thời gian 2 tiếng đồng hồ thì nên tập trung vào một người thôi, không thể nào mà hai người đâu. Kể cả là học qua online cũng một một như thế thì mới tập trung được, chứ không thể nói là dạy đông thì vui được. Cho nên cái lớp trực tiếp là cứ bị ký lên là như thế. Thế còn những bạn nào mà học online ấy, học cơ bản ấy, thì cứ qua cái lớp cơ bản học video này đi, mình thực hành cái người bài game đi để xem là mình có đam mê nổi hay không đó, thì hãy đi tiếp, hãy nộp phí để đi tiếp. Chứ đừng có tham là mình phải nộp phí ngay từ đầu thì mình mới học được không ạ? Mà thậm chí nhé, mình nói thật luôn, rất nhiều học viên của mình thôi, bạn nào thật sự đam mê, bạn trả về học buổi là có phí à? Học toàn lớp này, rất là thành à? Đây nhé, đến đây mình lại đi tiếp một lớp cái, nhưng mà cái lớp này, nếu bạn lưu ý là mình sẽ phải đi chéo cái lớp này nhá, vẫn là cái sùi đấy nhá, vẫn là cái sùi đấy nhá. Mình sẽ đi ngược đây, bạn nào tay trái là sẽ đi thế này này. Đúng không ạ? Đấy. Như xuôi này. Trái được phải cũng được, cái trái cái phải nó có quan trọng gì đâu. Trái phải thì nó vẫn tiến với nhau. Nó chỉ ngược chiều nhau thôi ạ. Cho nên các bạn tay trái thì chẳng có gì phải lăn tăn nào ơi, tay trái thì có tiến hay không đâu. Tay trái bạn có thể cầm đũa ăn được, thì bạn cũng có thể đi được. Cứ nghĩ đơn giản thế đi. Mình cầm được dao thì mình sẽ tiến được. Chứ không nặng đấy là tay trái tay phải là xong lại còn vụ hoa tay nữa. À, em có cái hoa tay nào thì em có thể học được không hả chị? Chắc chắn học được luôn nhá, bởi vì tớ không có cái hoa tay nào đây. Cái hoa tay nó là một cái khái niệm như nào nhỉ? Khó thế nào. Mình thì mình nghĩ mình hiểu hoa tay ở đây là cái sự khéo léo tài ba hay là như thế nào đó, chứ không phải là cái vân tay ở trên cái hoa tay. Mình nghĩ là như thế. Mình nhiều thấy nhiều bạn mười hoa tay nhưng mà không khéo vẫn không khéo, các bạn không có cái hoa tay nào khéo vẫn khéo mà, đúng không? Như
nhưng mình đây mình chẳng biết là thế nào, thế mình vẫn học được, mình vẫn chỉ đâu mình còn chưa dạy các bạn được, mình có thể thu nhập kiếm được thu nhập tốt từ nó đấy. Còn cái này thì mình đi nhanh đúng không, một lượt là đã xong qua rồi, nếu mà chúng ta đi tay với cái mẫu này thì có khi phải mất hàng tiếng. Nhưng nếu mà chúng ta đi cùng cái này thì chắc là mất khoảng, nếu như mà như mình tập trung ấy, thì chắc mất 15 phút là lâu. Nhưng đây là mình đang phải cấm máy quay và chia sẻ với các bạn, cho nên nhiều khi là nó sẽ chậm hơn đấy, làm rất nữa tiếp nhá. Phần này thấy mình lại nghiêng ra đi để mình tập tiếp theo. Và các bạn lưu ý là dưa hấu nha, không để được lâu đâu. Nhiều bạn cứ hỏi cho em biết bảo quản dưa hấu, bảo quản đến giờ thì chỉ được hôm trước hôm sau thôi, thì bảo lắm rồi. Ví dụ mình tỉa tối hôm trước sáng sau mình trưng bày thế được, hoặc tỉa sáng chiều trưng bày tối trưng bày, chứ không thể bảo là tỉa ngày hôm nay ngày mai ngày kia thì kia mới trưng bày được đâu. Dù là bạn có thể ngăn mát, nó không phải là như là cà rốt thì đúng, bạn tỉa hôm thôi, bạn bày cả tuần, bạn để không ngăn mát, bạn để cả tuần trước khi mình trang trí mình ngâm nó lại được. Nhưng mà dưa hấu thì không được đấy nhỉ, hết sức lưu ý cho mình, dưa hấu không thế được nhỉ, không thể như thế được đấy, vì nó nhiều nước như này mà đúng không. Cùng lắm là mình tỉa buổi sáng chiều tối thì mình bày luôn, thì mình cũng mà dưa hấu nó nhanh khô lắm, cho nên các bạn phải hết sức lưu ý nhá, là mình tỉa xong rồi mình phải dùng ngay cái bằng bọc thực phẩm ấy, mình bít nó lại cho nó xong rồi mới để nó ngăn mát, chứ để không nó là nó hỏng đó. Và có một cái nữa là dưa hấu thì trước khi mà mình lên trang trí thì mình chỉ lên là dùng nước đá lạnh ấy, cho vào cái bình xịt, xong mình xịt nó lên, chứ đừng ngâm nó vào nước, ngâm vào nước là nó hỏng hết, bùng lên á. Với các nguyên liệu khác thì các bạn sẽ ngâm vào nước được, không hiểu gì được không đấy. Những bạn nào mà học ấy, thì sẽ học được cả những cái gọi là chi tiết như này, và những video dài mình học chi tiết nhé, chứ cứ mấy cái video ngắn xong lại cứ hỏi tại sao mình không biết trả lời sao luôn. Ở đây mình sẽ nói chi tiết một lớp của cái này nữa, mình cẩn thận nhé, hay bị nhầm lắm. Cái sủi này nó khá giống giống nhau ấy, đấy, xong một cánh rồi, nhéo tay là xong rồi các bạn này, đấy, thiếu một cách để đây nhá. Với bí ấy, bí ngô ấy, thì các bạn cái tỷ lệ bị như thế này sẽ rất là thấp, các bạn nhá. Nhưng mà với dưa hấu thì tỷ lệ mà bạn sẽ phải chấp nhận bị cánh như thế là rất là cao, mình chỉ cần không tập trung một xíu mà, là mình sẽ bị ngay đấy. Bởi vì dưa hấu nó mềm lắm, mềm và nhiều nước. Tại sao mà nhiều bạn cứ hỏi là chị ơi có lớp dạy học tỉa riêng dưa hấu không đấy. Rồi thì xin video học tỉa dưa hấu không thôi, chứ là không học các kỹ thuật khác. Mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, dưa hấu nó chỉ là nguyên liệu thôi, các bạn đừng nhầm tưởng là chỉ có mỗi tỉa rau củ quả là chỉ tỉa mỗi dưa hấu là một cái bài riêng, không phải ạ. Dưa hấu chỉ là một nguyên liệu thì chúng ta có thể tỉa, mà nó thường là nguyên liệu chỉ tỉa được duy nhất cái mẫu chạm khác, cái kỹ thuật chẳng khác thôi. Còn ví dụ kỹ thuật chẻ cánh là không áp dụng trên dưa hấu, bởi vì làm sao mà chẻ được cánh ra đúng không ạ. Kỹ thuật chẻ cánh thì có sử dụng trên dưa hấu, chỉ sử dụng ở cái phần đầu phần cuối của dưa hấu thôi, thì có, thì mình có áp dụng một số video rồi đấy, nhưng mà nó ít, hầu hết là dưa hấu thì sử dụng kỹ thuật chẳng khác và đi sủi chẳng khác. Thế cho nên là các bạn đấy, mình nhớ giữ lại cái cánh này nhá, không tính là nó mất cánh hay là xấu đây. Và mình học thì mình học từ kỹ thuật đúng không ạ, giống như một đứa trẻ mình vẫn luôn so sánh các bạn với một đứa trẻ là gì. Một đứa trẻ khi nó vào lớp một nó sẽ phải học cách tập bút rồi nó mới biết viết đúng không ạ. Bạn trẻ bạn bé nào mà bố mẹ cho đi học chỉ ngâm nghe học viết thôi thì có khi là vừa viết vừa khóc, bạn có tin là vừa viết vừa khóc vì đã biết cách cầm bút đâu, thế là cứ ghi xuống xong bắt đầu nghiến lợi vào để mà viết, thế là dẫn đến là con là vừa học vừa khóc. Cũng là làm sao con em học viết khổ lắm, vừa học vừa khóc vì làm sao, vì là nó không biết cầm bút. Thế đã dạy nó cầm bút chưa, cái bài đầu tiên bao giờ các cô cũng sẽ dạy cách cầm bút, cách ngồi, cách đứng, cách ngồi làm sao đây để đúng tư thế đúng không. Đấy, các cô bao giờ cũng sẽ dạy thế, các bạn cứ xem trên lớp một. Thế nhưng mà bây giờ mình thấy có một cái hay đấy nè, nhiều khi bố mẹ nhá vội vàng cho con đi học cả lớp tiền lớp một cái gì thế, nhưng mà cứ nhằm nhè vào mỗi cái việc là học trước thôi, học biết rồi, nhưng mà cái tư thế ngồi của con thì không chỉnh, không dạy con, không bảo con, là thậm chí bố mẹ cũng chả biết, mình bảo luôn đấy. Thế xong rồi cứ mày phải biết cái này, mày biết cái kia, thế xong rồi thì ấn con đi hết lớp vào lớp kia. Thế nhưng mà cũng không bảo thầy cô một điều là gì, con nhà em hình như nó chưa biết cầm bút, chỉ dạy nó cầm bút trước của em cái thì mình lại không biết. Nhiều khi thầy cô thì cũng nhiều kiểu thầy cô lắm, có khi cái kỹ thuật đơn giản nhất như thế các thầy cô không bao dạy đâu, thầy cô cũng chỉ lo là chữ phải đẹp, nét phải đẹp vậy, thế là thôi, các con cứ hoa mắt lên xong rồi khóc mếu vì học, có đúng không ạ. Nhưng mà bạn nào bạn ấy biết kỹ thuật cầm bút
biết cái cách là tớ muốn như thế nào cho khỏi đau tay, ngồi như nào cho đúng tư thế. Thế là bạn ấy học được mà, biết được mà, con này chẳng thấy mếu máu gì, đúng không? Mà khi mà nó thấy nó nhàn, nó không thấy mếu ấy, nó học cái gì nó phải vào đây. Đến đây được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dùng bằng cái xúc này nhá, là cái xúc to nhá. Đấy, cái to thì mình mát cái phần này rộng ra một tí đó. Thì cho nó có phần thì tí nhìn đi. Thì kỹ thuật này ghi như thế, các bạn biết cầm dao đã giúp mình cái. Mình biết cầm dao xong thì mình phải biết kỹ thuật này. Kỹ thuật thế nào là chạm khắc này, thế nào là chẻ cánh này. Chẻ cánh thì dùng trên cái gì, chạm khắc dùng trên cái gì này. Và chọn nguyên liệu để phải biết chọn nguyên liệu nhá. Chọn nguyên liệu quan trọng lắm. Và chọn nguyên liệu làm sao để mà làm cho nó tốt này. Rồi thì sơ chế nguyên liệu làm sao để mà làm. Ví dụ như là với một số cái loại củ quả nó quá nhiều nhựa chẳng hạn, nó mình biết sơ chế. Mình rất là đầu mà mình làm luôn. Thế là mình cũng sai rồi, là mình không làm được là đúng rồi. Đấy, thế là mình phải dạy những cái đấy đầu tiên đã. Thế xong rồi mới đến kỹ thuật. À, đi vào cái gì đúng không nào? Thế còn khi mà mình đã biết tất cả những cái cơ bản nhất đấy rồi thì xin lỗi bạn luôn, bạn tìm cái gì cho được đúng không ạ? Nó lấy chuột dưa hấu mà củ cải mà đây mình để ý nhá, nó có hai đầu này, cái đầu này nó sẽ nhỏ hơn, đầu này nó to hơn, thì mình đi cái đầu nhỏ trước nhá, để mình phần cái đầu to đi ra cái nước ngoài nhá. Đấy, làm sao mà mình không may làm sao cái quả này nó bị ủng rồi, cho nên là mình cứ đi vào đến trong là nó hay bị đứt cánh. Thực sự là tiếc cái quả này thì làm thế nào, xong rồi đánh thì tôi cũng không làm gì được nữa, bởi vì là mình mua cũng một tuần đấy rồi. Thế xong rồi mình cứ bận hết việc nọ xong việc kia, thế là mình chẳng lên video được, dẫn đến là cái quả này nó héo. Cái tủ lạnh của mình luôn luôn trong tình trạng quá tải, và cái tủ thì đã là tủ bốn cánh tông rồi, thế nhưng mà vẫn bị quá tải với mình. Vì cái tật là mình cứ đi chợ xong rồi mình thấy cái quả gì hay hay mình lại mua xong rồi nghĩ là về làm video các bạn. Thế xong rồi cuối cùng như việc quá thì cả tuần, thậm chí có lần là còn bỏ đi luôn đấy, tức này. Đấy. Cho nên các bạn đừng bao giờ mà đặc biệt là khi mà mình đang tập, mình đang học ấy, hoặc là mình đang cần để mà trang trí mà mình lại đi chọn cái cách mà chọn quả mà nó cũ rồi không được đâu nhá. Là sao lại còn có rất nhiều bạn học viên đến với mình, không có cái bạn nào đi đến, bạn đi học thì nhà bạn ấy là dân buôn hoa quả. Thế thì mình mới bảo bạn ấy là con bạn ấy còn bé lắm, bạn ấy mới cháu có 12 thôi, thì mình bảo tiết kiệm thì cũng rất là tốt, thế thì con xem là con bảo mẹ tìm những cái quả dưa hấu nhỏ ấy, giá nó rẻ. Thế xong rồi con tập trước, rồi con tập ở trên cái quả xoài trước. Thì bạn ấy ngay bảo là ôi, mẹ con đi vào chợ nông nghiệp à, xin cho con được một mớ toàn dưa hấu hỏng, có nghĩa là nó kiểu nó rách nát rồi ấy, đấy, nó hỏng. Thế là họ bỏ đi ý mà. Thì đúng là nó vẫn còn nguyên vẹn mà dưa, nhưng mà nó héo rồi, nó ủng ở bên trong. Thế cho nên là bạn ấy học thì nó cứ đứt gãy nát tét nát bươn ra. Đấy. Thế mình mà tiết kiệm thì tốt, nhưng mà để mà học thì chắc là phải đổ lại phương án rồi. Chứ không thể nào mà dùng những quả như thế được rồi, bởi vì con mới đấy. Ví dụ như cái cánh này này nó bị nát ở bên trong đấy, mà con dùng các cái quả đấy thì không ổn rồi. Thay vì như thế thôi mình vẫn cứ cho quả tốt đến đồ bé đi đấy, để mình luyện tập đúng không nào, thì mình sẽ bớt đi chán. Không có đến lúc mà mình làm xong mà mình bị chán ấy thì mình lại không muốn làm nữa đấy. Ví dụ như quả này này đấy, và nhìn thấy nó bị đứt không? Tại làm sao nhiều khi trong bài dạy của mình không ngại chia sẻ những cái gọi là lỗi như thế này, bởi vì mình đang dạy các bạn nhé, cho nên mình không ngại chia sẻ lỗi, bởi vì chính những cái lỗi này nếu như các bạn học được, các bạn sẽ tránh được. Chứ mình không chơi cái trò là trau chuốt quá, xong rồi lúc các bạn học các bạn không làm được nhé. Để làm được thì các bạn hãy học cả những cái xem những cái lỗi của người khác thì các bạn mới học được. Đây lỗi này, và kể cả cách chỉnh lỗi, chữa lỗi, đặc biệt trong cái nghề này các bạn phải biết cách chữa lỗi. Nếu mà mình bị nhỡ như thế rồi mình không thể bỏ đi cả một cái quả dưa được, mình phải tìm cách làm sao mình giữ được cái cánh đấy cả đúng không? Các bạn phải tính nhá. Và cái đấy mới là cái mà các bạn xác định theo nghề được lâu dài được, chứ không phải là mình cứ nhất nhất trong suốt ngày lại còn nhiều bạn là cái nước thế này gửi bài tập cho mình nhưng mà đi sửa ảnh và app sửa như đúng rồi đẹp không mình? Thế thì từ 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 lại các bạn, tôi làm sao tôi sửa được? Nó nói rất nhiều lần rồi, không sửa ảnh khi mà bài tập gửi. Vì các bạn sửa hành, các bạn làm thế rồi thì mình làm sao mình sửa bài nữa đúng không? Tiếp đến này, mình rất nghi ngờ sang cái này mình sẽ lại bị như thế tiếp, rất tiếp đây. Nhưng mình đang muốn là cái sản phẩm của mình chắc là sẽ đi thành hai lớp nữa thôi, cho nên mình sẽ đi ra đến cái cánh ngoài này thôi này. Đó. Thậm chí là cứ sai thì càng phải chụp. Nhưng bạn nói ôi, thì xấu lắm, không dám chụp được cho cô đâu, xấu lắm.
các cái xấu thì mới phải chụp, sai thì mới phải chụp, xong gửi đây thì mới sửa được. Chứ đẹp hết rồi thì tôi sửa cái gì hả các chị ơi, đúng không? Đó. Học mà học thì sai thì mới sửa được. Thế mới phải là mới là học chứ, đúng không? Cho bạn bè thế, các bạn ấy làm bài tập như con nhà mình thế nào, mình bảo con làm đúng hay con làm sai thì con nói mình phải đưa ra để cô sửa, con cứ làm đi, còn nếu mà con sai thì cô cũng có cái để sửa cho con mà con hiểu. Chứ còn nếu như con đi học một cái gì con cũng đúng, con đúng hết luôn rồi thế thì cần gì, cho nên bài tập về nhà nhưng mà con vẫn cứ làm, và đến lúc cô sửa thì con đánh bộ ra được, à mình làm đúng cái gì, con sai cái gì, thế mới là đi học. Chứ còn mẹ không giúp con cái việc đó, mẹ không giúp con là đang thấy con làm sai thì mẹ làm hộ con, xong rồi để cho con thành đúng, thế xong là con thành người giỏi ở lớp, là cô không, cô cho bài không đúng thì không được, mẹ không làm việc đó, mẹ không học với con sửa đó. Các học cũng con nào cho em học cũng con thế đấy. Em không chơi cái trò đấy bao giờ, không bao giờ con làm sai cũng vậy đó, làm sai đặc biệt làm sai bài lớp thì kệ nó trước, cho nó lên lớp con sửa cho nó thì nó mới ngộ ra, chứ mình sửa đâu có đúng đâu, mình sửa lại lại theo cách của mình thì chắc gì đã đúng, đến lớp cô sửa cho nó mới đúng chứ, đúng không? Nên việc học là việc của con, không phải việc của mẹ, mẹ chỉ có thể đồng hành với con thôi. Ví dụ như bây giờ các bạn thấy em vẫn đang làm việc của em, nhưng mà bạn vẫn đang ngồi học bên cạnh là bình thường. Thế là em đang đồng hành với nó đấy. Chứ còn em không làm bài của nó được. Và khi nó có những cái nó hỏi nó phải, ơ cái này cái kia thì mình sẽ đưa ra. Thường thì ví dụ với môn toán thì em không biết nhiều, nó thật môn toán không giỏi. Cho nên thẳng thắn luôn là tất cả những gì về toán con hỏi bố tốt hơn mẹ về môn toán. Và hỏi bố không được thì con để bài đó, con đến lớp hỏi cô. Mẹ không có giỏi môn toán, không biết, nhưng không trả lời luôn. Vì khi mà mẹ trả lời con thì nó không đúng, thì mẹ không trả lời. Còn với môn văn thì mẹ là dân chuyên văn thì mẹ biết. Thế thì mẹ biết, thì mẹ biết, nhưng mà mẹ cũng không phải là mẹ sẽ giải hộ cho con đâu, mà mẹ sẽ đưa ra nhiều phương án và phân tích cho con để con hiểu được nên chọn phương án nào đó. Thế ok lên lớp chưa? Mình thấy con còn 36 phút rồi, nhưng mà video thì bao giờ bên em cũng sẽ có người edit lại và sẽ ấn nó nhanh lên một chút nhưng mà nhé. Quả này nó bị nát cho nên là mình sẽ chắc là chỉ đi đến đây được thôi, không thể hơn được. Còn nếu mà nó mà còn tươi ấy, thì sẽ đi được thêm 2-3 lớp nữa thì chúng ta mới dừng, nhưng ở đây mình sẽ đi hết thế, lúc này mình dừng thôi thì nó cũng hết phần đất thì mình có thể đi rồi. Mình sẽ để rộng cái phần này ra và sau đó mình cũng sẽ dạy các bạn làm viền luôn nhé. Cái phần viền của các cái sản phẩm quả rất là quan trọng thì nó nổi vào được cái thực phẩm của mình. Đây ví dụ cái quả này thì nó thon ra đây này thì mình sẽ với cái phần này rộng hơn một tí, nương theo cái phần quả. Đấy, mình sẽ đi cái cánh ngoài cùng, cho mình sẽ thấy các bạn làm viên nhé. Đến đây rồi đúng không? Ok chưa? Tí thì lại nhầm. Đây. Nó bị nhỡ rồi. Đấy, nhớ nha, đừng bao giờ ỉa những cái quả mà nó bị héo như thế này rồi. Ỉa để biết thôi. Chứ còn sau lúc mình tập đi, mình tập thì nó cứ ok, mình cứ tập cho nó quen tay thì cũng được. Đấy, đất này. Nhưng mà mình phải biết nguyên nhân tại sao nó đứt nha. Ví dụ như quả này là mình, em biết chắc chắn là nguyên nhân nó sẽ bị đứt bởi vì sao, ở bên trong nó gần như thối rồi. Nó lâu ngày nó ủ một số rồi. Nó đứt là cái chắc chắn, mình không còn tươi. Đấy, nó đứt. Nhưng mà với bí hoặc là đặc biệt là với cái quả gì nhỉ? Quả dưa vàng ấy, làm mẫu đẹp lắm nha mọi người nhá. Mọi người làm quả dưa vàng ấy, mua dưa vàng đắt quá. Thế đây em chưa làm mẫu quả dưa vàng cho mọi người thôi. Áp dụng đúng cái này xong quả dưa vàng, trời ơi, đây đẹp lung linh luôn. Thế nhưng mà quả dưa vàng thì nó cũng lại không có cái dở ấy, là nó không có cái màu đỏ. Nhưng dưa hấu mà tươi, có cái màu đỏ thì đẹp hơn, đúng không? Mọi người có màu sắc đẹp, có màu sắc đẹp thì dưa hấu là số 1. Vì nó như thế cho nên nhiều người rất nhầm lẫn. Và mình cũng thấy có nhiều bạn dạy cũng hài hước. Các bạn ấy chơi trò là lớp dạy tỉa dưa hấu. Thế là dẫn đến là nhiều người nhầm quá. Mình thì mình thấy cá nhân mình thấy dạy thì mỗi tháng tốn kém vô cùng, tốn vì cái kinh phí mà các bạn học. Các bạn muốn học được các bạn phải tập nhiều, mà tập nhiều thì tốn dưa, đúng không ạ? Thế xong các bạn để cứ mặc nhiên này, chỉ có dưa hấu cái tiền thôi thì bao nhiêu quả dưa nó đủ thì các bạn có thể luyện tập. Nhưng không, nhiều người dạy thì cho dạy mỗi dưa hấu, xong đến gặp mỗi quả dưa hấu, đến mỗi cái mẫu đây thôi xong về
không xong, không biết tập cái gì nữa, không biết làm cái gì nữa, trên các nguyên liệu khác không làm được. Em không đợi như thế nữa, con điều của em không đợi đi từ gốc, em muốn lan tỏa cái nghệ thuật này đến với nhiều người, người có điều kiện cũng có thể thể được, người không có điều kiện cũng sẽ thể được, người khéo cũng thể được, người không khéo thể được, quan trọng là đam mê hay không. Đấy, đất sang cái này, cái đấy là cái mà em muốn hướng tới, chứ không phải là ai tỉa khoai cũng trở thành nghệ nhân, không, chả phải thế để làm gì đâu. Có nhiều người thích mà, thích nhưng mà cứ tự mặc nhiên trong não mình, ôi mình không làm được đâu, mình không phải là nghệ nhân, không ạ, gì về thế. Đấy, mất cái này, đấy, thấy chưa, đến đây nhá, thì mình dừng thôi, bởi vì là cái quả này nó bị ủng, và nếu mà nó không ủng nhá, mình sẽ đi thêm một lớp, đây là kỹ, đây thì đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà quả này nó ủng rồi, cho nên là em không làm nữa nó càng đứt, các bạn thấy không, càng làm càng đứt này, nên bây giờ em sẽ làm viền luôn nhá, làm viền thì rất là ghi như này cho em, mình tạo một cái viền trắng ở bên ngoài, cho nó nổi bật cái sản phẩm của mình đi, đấy. Nhưng mà cũng lưu ý là cái mẫu này thì tỉa xong thì bày luôn thôi, cái tỉa xong mà không bày luôn không ổn đâu, nhanh hỏng lắm ấy, thì nó bỏ ngay như thế nào, mọi người hết sức cẩn thận nhá. Bài này mà đăng lên, mà đặc biệt là chụp ảnh đăng lên, là những các cái bạn mà biết tỉa rồi thì chắc chắn là toàn là em đá mình, là ủa sổi thôi, tỉa gì mà xấu thế, xong tỉa gì mà đứt cánh, để tỉa gì mà thế này thế kia, đúng không ạ? Mình nhận được nhiều như thế lắm, nhưng tại sao mình không cài, mình vẫn cứ đăng, mình đăng là bởi vì mình để cho các bạn, những bạn mà chưa biết, các bạn sẽ biết được rằng học ấy, trong bài học thì chúng ta phải học cái gì. Và mình cũng chả ngại cái việc là các bạn ấy sẽ vào kêu là mình tỉa xấu, có người khen mình tỉa đẹp thì cũng phải có người chê mình tỉa xấu, đúng không? Đấy, đến đây là mình xong cái viền rồi này, các bạn thấy không? Mình muốn là nó đẹp hơn một chút thì mình sẽ đi viền ở đây nữa nhé. Đây, mình muốn cái này, mình đi viền này. Mình cũng có thể dừng tác phẩm ở đây được rồi nhá. Một là mình dừng tác phẩm ở đây, rồi chúng ta cũng xong. Hai là các bạn sẽ dùng đây, dùng cái móc này, hoặc là dùng móc này, bạn đi ra này. Đấy, đi này ra, thì nó đi ra thêm một bước nữa này. Nếu mà không có cái móc này thì chúng ta đi bằng dao thì hơi lâu. Đây là chúng ta dùng chính cái phần này này, chúng ta đi này. Thì được, nó cũng đẹp. Đây. Sau các bạn đỡ phải làm bằng dao. Nên mình dễ hết cách để làm sao mà chúng ta tạo ra được một cái quả dưa hấu cho nó đẹp nhé. Đấy. Mình đi bằng cái này thì mình đi một lần là xong rồi. Cũng được rồi. Trước đây ấy, nếu mà không có các cái dụng cụ này ấy, thì mình sẽ phải đi bằng dao các bạn nhé. Bằng dao thì nó lâu hơn. Mình đang đi bằng sủi hết hoàn toàn các bạn nhìn. Nhưng mà mình cũng khuyến cáo này, nếu mà đi sủi đi xốp xốp như này nó nhanh thôi, chứ nếu mà đặc biệt là đẹp ấy, thì không thể đẹp bằng các bạn đi giao đâu nhá. Đây, mình sẽ đi giao cho các bạn xem. Đây là mình xốp đúng không? Này, đi bằng dao nhé. Và thực tế, cái người mà biết dùng dao rồi ấy, người ta sẽ không thích dùng xúc, bởi vì thực tế là người ta quen tay dao với cái đi thì nhanh hơn là đi dùng xúc. Cùng với đó là nhiều khi cái nét của dao ấy nó thanh, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn này. Nên nhiều cũng cùng một tác phẩm, cũng cùng một cái cách tỉa, nhưng nhiều người bảo tại sao có những cái người cũng cái mẫu đấy ra người ta tỉa đẹp thế, những người thì lại vẫn cái mẫu đấy mà tỉa nó lại thô thế. Nhiều khi nó là do cái tay nghề, người ta đi bằng cái gì, cái kỹ thuật đấy ta đi thì giống nhau, nhưng mà cái cách thì lên thì hơi khác nhau đây. Ví dụ như dao này, mình đi dao cái đấy ok hơn, nhanh hơn, bởi vì mình quen rồi, mình dùng dao rất là nhiều rồi. Và kể cả cái quả này mình không có xúc rất gì hết, mình đi hoàn toàn bằng dao thì mình thấy cũng đẹp hơn đấy. Thế nhưng mà bạn nào mà chưa quen tay dao mà đi như này thì sẽ thấy rất là lâu.
Cái nếp này bình thường mình cứ khi xúc xong mình lại phải đi giao lại, mình không, cái mắt mình khi mà mình nhìn ấy mình cảm thấy nó không ưng bằng khi mà mình đi giao, nó nét từ nét, nó nét hơn đúng không ạ? Đó, vậy là xong rồi cái tác phẩm của mình rồi đấy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Và khi bạn mua tất cả các dụng cụ ở bên Ngày Bảo Hành thì nó sẽ có bộ cơ bản, bộ trung trung và bộ cao cấp. Thì các bạn nhớ lưu ý là mình nhắn cho nhân viên bên mình hỏi chi tiết về ba cái bộ đó, xem cái nào phù hợp với mình thì mình mua. Cùng với đó là các bạn hãy đặt ở trên cái trang web ấy, trang web riêng của nhà mình là cái trang Ngày Bảo Hành .com nhé. Hoặc là trên đấy, hoặc là các bạn nhắn qua Zalo. Đặc biệt các bạn đang xem trên YouTube thì các bạn hãy mua ở trên trang web Ngày Bảo Hành .com, giá tiện cho các bạn nhé. Và nếu mà mình muốn tư vấn thì mình nhắn qua cái Zalo 0977 659 472 nhé. Nhớ là mình là như thế. Đó, mình đi ra mình có thể ưng hơn, thấy bớt hơn, đẹp hơn. Đó, ok chưa nào? Hoàn thành. Và nhớ nhá, đây là cái bộ xúc các bạn nhé. Đây là bộ xúc cao cấp. Đây mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái bộ xúc cao cấp, mình dẫn một chút thôi. Mình sẽ chia sẻ về cái bộ xúc cao cấp mà mình đang vừa dẫn các bạn. Cái bộ xúc cao cấp này thì bên mình hiện tại đang giá là 400.000 lẻ. Lẻ là 400 nhá. Mình càng kéo cao lên nhá. Đấy, cái phần cho nó được nhìn rõ. Đó. Cái bộ xúc cao cấp thì nó sẽ đi kèm. Ở đây hôm nay thì mình đang dạy các bạn đó là cái con dao ba lưỡi đúng không ạ? Đây, con dao ba lưỡi đi. Con dao ba lưỡi này 400 nhé. Có tặng kèm lá ngoài dao này. Đó. Và có ba lưỡi dao. 1, 2 và 3. Ba lưỡi nhá. Và các bạn vặn dây dao nó là lưỡi. Dây dao của mình đây này. Đây, một bộ mình chỉnh nó như này. Đó. Thì con dao ba lưỡi này thì hiện đang có giá là 400.000. À, lẻ. Thì còn đến các bạn mua combo thì nó sẽ rẻ hơn. Combo thì các bạn sẽ nhận được cái combo mà nó có vừa có dao ba lưỡi này, vừa có xúc. Cái combo này thì các bạn có thể lên trong web các bạn sẽ nhìn thấy. Còn đây là cái bộ xúc này. Bộ xúc cao cấp này thì nó sẽ có ở trong cái túi này luôn. Cái túi này thì nó sẽ có 10 dụng cụ như thế này nhá. Có 10 dụng cụ như thế này thì các bạn hiểu. Thì hôm nay chúng ta đang sử dụng là 2 dụng cụ đấy. Đấy. Đấy, cái bộ này thì 400 nhá. Nếu các bạn muốn mua thì các bạn nhắn qua cái Zalo ấy 0977 659 472 hoặc là mua trực tiếp ở trên cái trang web mẹ bảo hân .com, các bạn sẽ tiện các bạn nhất nhé. Đó. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.